Chào mừng em đã quay trở lại với Nam News. Chỉ còn 2 ngày nữa tới sự kiện unpack cho dòng sản phẩm Galaxy A23 và ngày càng xuất hiện nhiều rò rỉ về dòng điện thoại này. Và hôm nay chúng ta có rất nhiều thông tin mới bắt nguồn từ quảng cáo chính thức của Samsung. Đây là hình ảnh chính thức so sánh thông số kỹ thuật các flagship sắp ra mắt của họ. Ở đây ta thấy cả ba thiết bị đều có cùng độ sáng tối đa là 1750 nits, đồng thời đều có camera trước 12 megapixel và nhiều thông số khác. Samsung cũng xác nhận rằng sẽ có một biến thể 1TB của S3 Ultra, trong khi S3 và S3 Plus sẽ có biến thể 512 bộ nhớ trong tối đa. Kế đó, tư liệu quảng cáo này cũng xác nhận phụ kiện đi kèm trong hộp điện thoại. Đặc biệt, Samsung nhấn mạnh tới hiệu suất chơi game của S3 Ultra, và đúng như dự đoán, S3 Ultra sẽ mang lại hiệu suất chơi game tốt nhất từng có trên các dòng smartphone, thậm chí còn tốt hơn cả iPhone 14 Pro Max mới nhất của Apple. Ngoài gaming, Samsung nhấn mạnh khả năng chụp đêm của điện thoại. Còn nếu trong cuộc đua chụp đêm này, S3 Ultra đang có thể nói là tạm tốt nhất, không chỉ camera sau mà còn cả camera trước. Cách đây vài ngày, bên mình có đề cập một thông tin rò rỉ rằng độ phân giải video chân dung hay còn gọi là cinematic video tăng từ Full HD lên 4K trên S3 Ultra và nó thật sự hữu ích. Và hôm nay mình có một tin đồn khác đề cập rằng Samsung tăng độ phân giải của video siêu ổn định từ Full HD lên 1440p, tức là 2K. Tính năng này đôi khi rất hữu ích, nhưng việc S3 Ultra giới hạn độ phân giải Full HD khiến nhiều người dùng cảm thấy không thoải mái, nhưng rất vui vì Samsung đang cải thiện điều này. Nó vẫn kém một chút so với iPhone 14 Pro Max với độ phân giải 1580p. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa 1440p và 1580p là rất nhỏ. Do đó, đây không phải vấn đề lớn, vì nếu đặt cạnh nhau, ta cũng khó thể phân biệt. Dù sao đi nữa, rất vui vì Samsung đã sửa cho tính năng Super Steady Mode này trên S3 Ultra. Không chỉ vậy, có tin đồn nói rằng Samsung sẽ đưa tính năng Expert RAW vào camera chính và camera tele lần này có thể quay video lên tới 4K. Với những người hay dùng camera tele thì đây quả là một tin mừng. Bọn mình cũng thêm thông tin về giá bán trên các quốc gia và lần này là Ấn Độ nhưng có vẻ không ổn cho lắm vì sẽ có sự tăng giá ở cả 3 thiết bị so với năm ngoái. Chỉ có giá ở Mỹ là vẫn giữ nguyên, còn hầu hết các khu vực khác đều tăng dù ít hay nhiều. Ngoài lê một chút, nếu bạn có nhu cầu mua iPhone mới nhất có thể tham khảo bên clickbuy.com.vn, hiện đang là đại lý ủy quyền chính thức của Apple. Giá và chính sách bảo hành nói tốt nhất thị trường hiện tại. Ngoài ra, Clickbuy có chương trình ưu đãi tiết phát lộc vàng nhận ngàn ưu đãi. Khi mà các bạn tham gia chương trình có hội nhận rất nhiều phần quà, giải nhất trị giá lên đến 6 triệu đồng cùng với rất nhiều lý gì khác. Còn đó là kết thúc điểm tin. Đừng quên hãy like và subscribe để cập nhật nhiều thông tin công nghệ mới nhất.